Hello, xin chào các bạn. Trên đường đi làm về, mình thấy chỗ này trồng bông nhiều đẹp quá, mình sẽ quay cho các bạn coi. Ở đây là cống Thành Trì nha các bạn. Đó với cái cống đó. Nè, cống Thành Trì ở xã Thành Trì, Gò Công Tây, Tiền Giang. Tết năm nào người ta cũng trồng bông đó các bạn. Đủ thứ là bông nè. Cái khúc gần đây là bông nhãn thọ. Còn đây là bông mồng gà. Đó. Đằng kia là bông cúc. Bông cúc ngoài kia nữa là cúc mâm xôi á các bạn. Để chút mình ra ngoài một vị các bạn coi. Đó. Ở đây là Tết năm nào cũng trồng bông bán á, trồng hai bên bờ kinh. Đó, có mấy cô đang tỉa lá tỉa bông gì á. Bên mé trên kinh kia cũng có trồng nữa các bạn. Đã trồng hai bên mé cống luôn. Cúc ngoài đây là cúc với cúc bông xôi các bạn. Quá trời bông đẹp luôn. Kia có bông hướng dương nè các bạn. Đó, các bạn nào mà ở gần thì Tết đến đây mua bông các bạn. Đây ta bán đủ thứ là bông. Ta trồng là tới bên mé bên kia luôn rồi.